Vinhome sắp triển khai dự án nhà ở xã hội quy mô gần 90 hectare tại thành phố Cam Ranh. Dự án khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa còn có tên gọi khác là Vinhome Happy Home có tổng vốn đầu tư khoảng 3.756 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định số 664 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh cho công ty KP Muối Cam Ranh. Công ty KP Muối Cam Ranh có trụ sở tại cây số 15, kem 1497, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là công ty thuộc sở hữu của công ty KP Vinhome. Dự án khu nhà ở xã hội này còn có tên gọi khác là Vinhome Happy Home. Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 87,6 hectare, diện tích xây dựng nhà ở khoảng 77,1 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 3.756 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, đầu tư các công trình trường học, hạ tầng đảm bảo kết nối đồng bộ. Tại dự án sẽ triển khai các nhà liên kế, nhà biệt thự, căn hộ chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Theo quyết định nói trên, việc chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại, kể cả nhà ở thương mại cao tầng hoặc thấp tầng nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được cấp phép xây dựng từ quý 2 năm 2023 đến quý 4 năm 2024. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành từ quý 4 năm 2023 đến quý 4 năm 2026.